giới thiệu với cả nhà. Đây là thanh mai Đài Loan. Đây là thanh mai của Đài Loan cả nhà nhé. Cả nhà có nhìn thấy quả không ạ? Bình thường cái quả thanh trà của Việt Nam mình ấy, thì nó chỉ bằng này thôi. Nhưng cái quả thanh mai này nó sẽ to gấp 3-4 lần như thế này. Nó sẽ rất là to. Đây là quả đang xanh ở trên cây các bác nhá. Lá là lá thanh mai này. Các bác nhìn rõ này. Em Yến bán cây thanh mai ghép của Đài Loan. Các bác biết rồi, nhìn lá là nhận diện ra luôn rồi đúng không ạ? Đây các bác nhìn cho em Yến chùm quả này. Siêu siêu sai, sợ luôn ấy. Anh chị em cô bác nào thích cái dòng thanh mai cây to khủng, đường kính gốc 8-9 phân, tổng chiều cao cây tầm 2,5-3 m, hàng đang sẵn ở trong vườn em Yến nhé, đang rất sẵn luôn, cây to luôn, trồng một phát ăn ngay, quả ngay ăn ngay. Quan trọng là khi chúng ta trồng chúng ta đã nhìn thấy, có rất nhiều anh chị cứ bảo là có cái cây nào mà nhìn thấy quả luôn không. Bên em Yến bán thì không phải lúc nào cũng có những cái cây có quả luôn như thế này. Tuy nhiên là có thì sẽ chia sẻ luôn cho bà con biết. Đây, sát dưới tới gốc mà chùm quả nó còn sai như này. Những cái dòng cây to khủng như thế này khi nhập về ấy, cái chi phí vận chuyển của nó hoặc là cái chặng đường đi của nó rất là vất vả, chứ không phải là như các bác đến vườn em mà nhìn thấy cây sẵn như thế này đâu. Cứ tưởng rằng là chúng em để sẵn cây trong vườn như này là một cái gì đấy rất là bình thường, nhưng nói thật với các bác là nó là cả một quá trình, nó là một cả quá trình rất là vất vả để di chuyển được nó và đặt nó về cái vị trí như thế này để giới thiệu cho bà con anh chị em. Đây, các bác có thể nhìn kỹ cho em Yến cái chùm quả thanh mai. Cây gọi là cây này gọi là siêu siêu quả các bác nhá, nó sai kinh khủng khiếp luôn, em Yến không thể tả được là nó sẽ có tầm bao nhiêu quả trên cây, em Yến chỉ biết là nó cực kỳ sai luôn. Mỗi lần về thì sẽ chỉ về được một vài cái cây thanh mai như thế này thôi. Cây siêu quả như thế này thôi.
không phải là cái lượng hàng quá nhiều, không phải là có 5-7-10 cây gì để cho khách hàng được lựa chọn, mà gần như bọn em phải lấy những cái cây như thế này về để cho khách hàng nhìn thấy là thanh mai nó là một cái dòng cây mà ra quả siêu sai, siêu khủng và rất dễ ăn, được rất nhiều bà con chuộng. Chứ không, mọi người lại tưởng là mọi người không thấy có lượng quả trên cây, mọi người lại bảo là ôi cái cây đem về bán cây giống bằng này bằng kia mà không biết quả nó như thế nào, không biết nó đúng quả hay không. Thì đây là em Yến quay bằng trực tiếp tại vườn luôn, tại vườn bên em Yến luôn, quay trực tiếp quả, các bác cũng nhìn thấy mức độ quả nhá, nhìn thấy quả, nhìn thấy cây cực kỳ sai đúng không ạ, cây to và rất sai. Bán hàng đây là nó là phải là thực tế, chứ nói như nào nó cũng phải là thực tế. Em Yến thì không muốn chỉ muốn quảng cáo không, mà em Yến muốn là khách hàng của mình phải nhìn thấy những cái hiệu quả đầu tiên. Anh chị em bà con xem cái kênh của em Yến, các anh chị nào mà thích cái dòng cây thanh mai khủng như thế này, có quả siêu sai luôn, thì mọi người có thể liên hệ trên số điện thoại của em Yến 0982149636. Em Yến sẽ chia sẻ cho cả nhà, em Yến cũng sẽ gửi cái ảnh thực tế nhất cho cả nhà, hoặc em Yến có thể mời mọi người đến tận vườn để nhìn thấy cây, trải nghiệm cây. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể trồng luôn để được ăn quả ngay. Với những cái dòng cây siêu khủng như thế này, nhiều quả như này có mặt tại vườn thì thường thì nó sẽ không tồn tại, nó không ở trong vườn được lâu, không khách này thì khách khác người ta sẽ bê đi ngay. Đấy, và các bác có thể nhanh tay gọi điện cho em Yến để lựa chọn cho mình cái cây thanh mai như ý. Ở đây em Yến có mấy cây, đây nó tầm khoảng 4 cây. Như em Yến quay cụ thể thôi, quay cụ thể cây cho cả nhà thôi. Ở trên đoạn trên kia nó bắt đầu chín rồi, bắt đầu có những quả to ơi là to lên, bắt đầu ngả màu chín rồi. Và hôm nay em Yến xin được tạm dừng video tại đây. Video giới thiệu về cây thanh mai, dòng thanh mai Đài Loan siêu to, siêu ngọt. Cây gốc rất là to cả nhà nhé.